danh tính ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke ở cầu giấy trong lúc dập lửa tại quán karaoke trên đường quang hoa ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã hy sinh theo thông tin mới nhất, danh tính ba cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gồm đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, tất cả thuộc công an quận Cầu Giấy. Như đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 1 tháng 8 tại quán karaoke ISIS số 231 phố Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến chữa cháy. Quá trình chữa cháy, 3 cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng 3 bị sập cầu thang. Hiện thi thể 3 cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện 19 sạc 8 bộ công an. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàng xì, quán không hoạt động hiện công an quận cầu giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc